Thưa quý vị và các bạn, trước ảnh hưởng của mưa bão, nguy cơ gây ngập úng các diện tích sản xuất nông nghiệp, nhiều hợp tác xã ở Đồng Tháp đã tăng cường thoát úng cho những diện tích lúa, cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng của các thành viên. Ghi nhận sau đây tại một số hợp tác xã ở huyện Thanh Bình. Hơn 10 năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hòa, xã Bình Thành mới phải lắp đặt thêm máy bơm tại khu ô bao này để thoát úng cho vườn cây ăn trái của thành viên. Cùng với hàng loạt máy bơm công suất lớn khác hoạt động hết công suất mới đảm bảo cho hơn 400 hecta trồng cây ăn trái, nhất là khu vực thấp, không bị thiệt hại. Do cái lượng nước triều cường ở ngoài nó nhiều, rồi kể cả lượng nước mưa rất là nhiều, cho nên tụi tôi tập trung hết nhân lực, con là mướn thêm nhân công ở bên ngoài nữa, rồi kể cả là công cụ, dụng cụ của mình có gì là xài đấy, và đồng thời cũng phải quyển chuyển một số nơi nó chưa cần thiết, thì phải rút những cái điểm, những cái bơm mà nó hiệu quả đó, nó đem lại những chỗ khác. Nói tập trung 24/24 là hơn 10 ngày nay là bơm xuyên suốt. Diện tích lúa thu đông ở khu vực trũng nhất của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thành cũng vừa thoát cảnh ngập cục bộ. Theo đại diện Hợp tác xã, thì kết quả này có được nhờ sự chủ động nạo vét kênh mương từ trước, cho bổ sung máy bơm và vận hành hợp lý nhiều ngày nay mới có thể ứng phó tình trạng mưa nhiều. Hiện Hợp tác xã vẫn duy trì một số tổ máy để tăng hiệu quả thoát úng nếu có mưa lớn, mưa dài. Ngập cũng dữ lắm mà, ngập cũng cái này là cũng phá đầu đó. Nhưng mà hợp tác xã phải quyết liệt cũng rút, tập trung mấy ông rút theo 3 ngày là khô. Những cơn mưa lịch sử dữ lắm ở là Cù Lao Tây, khi mà nổi ở kênh nhiều nước, rút 2 cái, nhiều nước rút 3 cái, nhiều nước rút 4 cái, nhiều nước rút 5 cái cùng một lúc, để đảm bảo trong cái sản xuất cái vụ thu đông này ăn chắc. Cũng theo đại diện các hợp tác xã và thành viên, việc kịp thời tăng cường tiêu thoát úng đã hạn chế khả năng ảnh hưởng đến năng suất hoặc quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa và cây ăn trái. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ. Vì là quá mừng luôn. Thôi, đâu chủ quan được. Cũng đi theo tạo sát gạt luôn chứ đâu có dám bỏ khơi khơi. Giống quá khứ, ruộng quá khứ rồi, mình cũng sát gạt luôn chứ. Cống bơm, mình thấy nó ngon, nó im, nhưng mà không biết là do lượng nước, rồi do mưa nó sạt lở chừng nào, cho nên cũng thường xuyên kiểm tra, có báo cáo tình hình duy trì. Và bổ sung máy móc làm thế nào là tạo điều kiện chống úng tốt nhất. Theo ghi nhận, mực nước ngoài và bên trong đê bao của một số hợp tác xã có sự chênh lệch lớn, mưa lớn kéo dài vẫn có khả năng xảy ra. Do vậy, việc phát huy tinh thần chủ động phòng chống ngập úng từ phía các hợp tác xã và thành viên có ý nghĩa quyết định đảm bảo an toàn sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường như hiện nay.